Lịch thi đấu bóng đá ngày 12 tháng 9, trận đội tuyển quốc gia Trung Quốc và Serbia. Đá FIFA Days. Thưa quý vị, đội bóng xứ tỷ danh Trung Quốc sẽ có trận giao hữu quốc tế gặp đối thủ hạng 94 FIFA, xếp ngay trên đội tuyển Việt Nam là Serbia, vào lúc 18 giờ 35 phút ngày 12 tháng 9. Sau thành tích bết bát tại vòng loại World Cup 2022, Trung Quốc đã lên kế hoạch làm lại từ đầu nhằm hướng đến vòng loại World Cup 2026. Dù kết quả trong các trận đấu vừa qua chưa đạt đúng như kỳ vọng, nhưng đội bóng này cũng chỉ thua có 2 trận trước Hàn Quốc và New Zealand và thắng 3 cùng 3 trận hòa. Với những gì đã thể hiện, cùng lợi thế sân nhà, Trung Quốc đang rất tự tin tiếp đón Serbia trong trận giao hữu ngày hôm nay. Về phía Serbia, nền bóng đá của nước này đang sa sút không phanh. Cụ thể, đội bóng này chỉ thắng 1, hòa 1 và nhận tới 9 thất bại trong 11 trận gần nhất. Trong đó, có trận thua Việt Nam hồi tháng 6. Nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược này, sẽ không bất ngờ khi họ trắng tay trước Trung Quốc.